vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Vốn Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước hết hãy cùng Huyền Phương điểm những thông tin về thị trường bất động sản trong 24 giờ qua. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa gửi khuyến nghị tới Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công văn góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi sau khi tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp. Theo VCCI, nhiều doanh nghiệp cho rằng đối với các dự án nhà ở thương mại, đô thị, nhà đầu tư thực hiện theo cơ chế tự thỏa thuận với người sử dụng đất là không khả thi và khiến cho dự án gặp nhiều khó khăn để thực hiện. Bởi vì trong nhiều trường hợp, việc giải phóng mặt bằng sẽ bị ách tắc chỉ vì một hoặc một ít hộ dân không chịu thỏa thuận hoặc yêu cầu mức giá đền bù cao. Trên thực tế, doanh nghiệp không thể đàm phán thỏa thuận với hàng ngàn người dân trong một dự án lớn. Do vậy, để có thể triển khai được dự án, doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của nhà nước trong thu hồi đất. Thái mới trong những ngày cuối cùng của quý 1 năm 2023 là việc một số dự án căn hộ có mức giá trung bình tại khu vực phía Nam đang được các chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường, thu hút sự quan tâm của khách hàng. Cụ thể, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, 2 tháng đầu năm, cơ quan này đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn cho 5 dự án nhà ở hình thành trong tương lai với 7.753 căn. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh có 1.515 căn hộ trung cấp ở giá trung bình là 20 đến 40 triệu đồng một mét vuông trong cùng kỳ năm 2022, không có căn nào thuộc phân khúc này được mở bán. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương lân cận cũng bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực như là tại Long An. Dù không rầm rộ, một số sản phẩm vừa túi tiền có giá từ 20 triệu đồng một mét vuông vẫn âm thầm đưa ra các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của thị trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi đất của các cơ quan đơn vị tổ chức để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, quản lý thực hiện, tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá. Cụ thể, thành phố quyết định thu hồi đối với 44 cơ sở nhà đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp với tổng diện tích là 30.981,6 m², tổng diện tích nhà là 14.666,8 m². Đối với cơ quan đơn vị tổ chức có nhà đất dôi dư, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện hạch toán giảm tài sản trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán, cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định. Thưa quý vị, dự án cụm công nghiệp Việt Nhật tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, được phê duyệt từ năm 2018 với quy mô khoảng 50 ha. Song đến nay, nhiều hộ dân vẫn không đồng tình với việc bồi thường khi tiến hành thu hồi đất, liên quan đến việc chi trả bồi thường cho người dân chưa có sự đồng thuận. Được biết, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt trước khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụm công nghiệp Việt Nhật được thành lập theo quyết định 90 ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 690 do Phó Chủ tịch tỉnh thời điểm đó là ông Dương Văn Thái, nay là Bí thư tỉnh Bắc Giang, ký phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Việt Nhật. Tuy nhiên, cho đến ngày 12 tháng 7 năm 2018, tỉnh Bắc Giang mới trình văn bản số 126 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Thực tế, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 6075 về việc chuyển mục đích trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 1661 chấp nhận đề nghị chấp thuận việc chuyển đổi mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Dù chưa được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã ban hành văn bản số 1048 thông báo thu hồi đất. Liên quan đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đến nay vẫn còn 31 hộ trên tổng số 170 hộ chưa đồng thuận trong việc chi trả bồi thường. Gần cuối tháng 1 thì Thủ tướng Chính phủ mới chấp thuận trả lời cái ý kiến của tỉnh Bắc Giang. Vậy thì tôi cho là tiền trảm hậu tấu. Cho dân tôi giờ là bức xúc vô cùng cái việc ấy. Công thu thì có những hộ tôi mất trắng, có hộ thì mất
50%, 70%. Đã gửi ra tòa thì tại sao những nhà thầu vẫn còn cố tình để mà là san lấp mặt bằng, mất hiện trạng của chúng tôi, mất hết. Bây giờ chúng tôi giờ khu cánh đồng này là chúng tôi giờ san ruộng đây, hiện nay ruộng này chỗ này đang xây nên là ruộng đồng sinh thì là đã xây nên chưa thỏa thuận, đã xây vẫn là xây đây. Tại quyết định 1544 ngày 10 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa phê duyệt mức giá bồi thường chỉ 50.000 đồng một mét vuông. Người dân cho rằng mức giá này là quá thấp, không đủ cho việc chuyển đổi sinh kế của họ. Trước sự việc trên, các hộ dân đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đề nghị hủy các quyết định hành chính liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng đây không phải là dự án thuộc danh mục nhà nước thu hồi, do đó doanh nghiệp phải thỏa thuận về mức giá bồi thường. Đặc biệt, theo phản ánh, thì Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa chỉ gửi thông báo cưỡng chế trước khi thực hiện cưỡng chế một ngày. Liên quan đến nội dung này, phóng viên VTC1 cũng đã liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang để làm rõ những thông tin liên quan đến việc hỗ trợ bồi thường, đặc biệt là việc cưỡng chế thu hồi đất tại dự án này. Mời quý vị cùng theo dõi trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, hiện nay việc nhờ người khác đứng tên trên sổ nhà đất khá phổ biến. Tuy nhiên, việc đứng tên này có gặp phải những rủi ro gì? Và cùng với đó, nếu như chúng ta nhờ người đứng tên có những hành vi vi phạm pháp luật với thửa đất, thì người đứng tên hộ liệu có trở thành đồng phạm? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Thân, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn ANP. Thưa luật sư, nếu trong trường hợp người dân thực hiện việc đứng tên hộ trên sổ đỏ cho người khác, thì sẽ gặp phải những rủi ro gì? Cái nhất là đối với những cái trường hợp mà đứng tên hộ người khác trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu trong trường hợp là người nhờ mình đứng tên, người ta có tài sản thật, đất thật, đấy, thì pháp luật không cấm cái việc đấy. Nhưng cái rủi ro sẽ gặp phải trong trường hợp là đất, cái người nhờ mình đứng tên, người ta không có đất. Đấy, nhưng nhờ mình đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó để thực hiện việc là kê khai, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người ta sẽ thực hiện cái việc làm giả các giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng giấy tờ đấy vào mục đích là vi phạm pháp luật, thì những người mà đứng tên hộ cho họ thì sẽ khả năng thì sẽ đồng phạm với họ trong cái tội phạm mà họ thực hiện. Vậy thưa luật sư, trong trường hợp này, người dân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, đặc biệt khi người nhờ đứng tên hộ có hành vi vi phạm pháp luật? Thì đối với những cái trường hợp để mà tránh cái trường hợp rủi ro về mặt pháp lý đối với trường hợp đứng tên hộ thì mình phải kiểm tra kỹ thông tin. Nếu mà mình thực sự muốn giúp được người ta thì phải biết rõ thông tin về nguồn gốc đất, rồi là hiện trạng đất ra sao. Đặc biệt là khi mà mang cái tài sản đấy đi ra thế chấp ngân hàng thì mình phải kiểm tra kỹ càng, kiểm tra rõ. Nếu trong trường hợp mà phát hiện thấy sai phạm thì ngay lập tức phải trình báo đến cơ quan có thẩm quyền đấy, hoặc là làm đơn tố cáo tố giác với hành vi vi phạm pháp luật của người ta nhờ mình đứng tên, thì như vậy thì có thể tránh cái trường hợp là mình sẽ bị quy là đồng phạm trong cái việc là từ người khác người ta thực hiện hành vi phạm tội. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thị trường bất động sản đã rơi vào trầm lắng từ quý 2 năm 2022. Theo đó, thanh khoản và giá bán tại nhiều khu vực đến nay vẫn có xu hướng giảm mạnh. Thế nhưng, giá bán cho thuê của phân khúc nhà phố tại Hà Nội dù trước đó đã cao nhưng nay vẫn tiếp tục tăng mạnh. Cuối năm 2021, giá nhà tại mặt đường Cầu Giấy giao động khoảng 350 đến 370 triệu đồng một mét vuông. Nhưng đến nay giá giao bán các căn nhà tại mặt đường này đã lên tới 550 đến 580 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng hơn 50% chỉ sau hơn một năm. Cách đó không xa, nhiều căn nhà tại mặt đường Xuân Thủy đang được giao bán với mức giá từ 400 đến 450 triệu đồng một mét vuông, trong khi cuối năm 2021 giá bán quanh mức từ 280 đến 300 triệu đồng một mét vuông. Tại phố Trung Kính, đa phần giá giao bán đang giao động từ 450 đến 500 triệu đồng một mét vuông, trong khi cách đây một năm, giá từ 300 đến 350 triệu đồng một mét vuông. Tại đường Hồ Tùng Mậu, cuối năm 2021, giá giao bán giao động từ 180 đến 200 triệu đồng một mét vuông, thì nay đã lên 300 đến 400 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí nếu nhà nằm ở vị trí lô góc, có thể lên đến 500 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử, một tòa nhà 6 tầng mới xây dựng, có diện tích 106 mét vuông tại tuyến đường này,
đang được giao bán với mức giá 60 tỷ đồng, tương đương 566 triệu đồng một mét vuông. Thực tế, thời điểm cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, giá nhà phố tại Hà Nội có tình trạng chững lại bởi thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra. Do đó, tình hình cho thuê kinh doanh bị ảnh hưởng nên nhiều chủ nhà đã hạ giá để bán. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động kinh doanh, buôn bán sôi nổi trở lại, kéo theo giá cho thuê tăng lên đã khiến mức giá giao bán tiếp tục tăng.